Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London & Lee 1-800-848-9145. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Ngọc Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591. Phần quảng cáo thì chúng ta đang nói về ông J.D. Vance, người được cựu tổng thống Donald Trump đề cử vô chức vụ là phó tổng thống trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2024 năm nay. Thì thưa quý vị, ông J.D. Vance như hồi nãy có nói đó, thì cái tuổi thơ của ông nó thì gặp cha mẹ ly dị và cuộc sống cũng hơi bị khó khăn. Nhưng mà năm 2003 cho tới năm 2007 thì ông là lính thủy quân lục chiến trong quân lực của Mỹ và đã từng đi tham chiến ở Iraq nữa. Sau đó ông giải ngũ và ông về, ông đi học luật, về học về chính trị ở trường luật Yale. Sau đó thì ông tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp rồi đó thì ông bắt đầu tham gia vô những cái công việc làm ăn buôn bán. Và ông tôi nhớ là năm 2015 theo như báo nói đó thì ông dọn về San Francisco để sinh sống và hợp tác với một cái công ty bảo hiểm rất là lớn chuyên về bảo hiểm. Ông có một người vợ, là lấy vợ năm 2014 và có 3 người con hiện tại. Tuy nhiên tới khoảng thời gian gần đây đó thì ông không còn ở San Francisco nữa, ông dọn về Ohio. Và là mục đích của ông là tìm kiếm kinh doanh trong vấn đề bảo hiểm nhiều hơn. Thưa quý vị, năm 2016 trong lúc mà ông Trump chuẩn bị để được đề cử của đảng Cộng Hòa ra tranh cử cho chức vụ tổng thống thì ông J.D. Vance là người kịch liệt lên án ông Trump, nói rằng ông này là một người vô đạo đức và không có những cái sự suy nghĩ đứng đắn về chính trị. Ông đã từng viết sách và ông nói rằng là tôi không có bao giờ nghĩ rằng tôi ủng hộ cho ông Donald Trump vào chức vụ tổng thống. Tôi tham gia vào một cái phong trào có tên là Never Trump. Cái phong trào đó là gì? Phong trào Never Trump là để cho đảng Cộng Hòa không đề cử ông Trump vào chức vụ tranh cử tổng thống vào năm 2016 nha quý vị nha. Sau đó cái phong trào này thất bại. Đảng Cộng Hòa vẫn đề cử ông Donald Trump là chức vụ tổng thống cho những năm đó. Thì dĩ nhiên cái phong trào này nó chuyển qua là đánh bại cuộc bầu cử của ông Trump vào năm 2020 thành công. Tức là năm 2020 ông Trump không có được bầu làm tổng thống lần thứ nhì, tái đắc cử nữa. Mà thay thế vào đó là ông Biden. Thì ông J.D. Vance này, ông có từng viết sách nè, ông có từng lên án nè, ông có từng chỉ trích nè. Ông nói rằng là ông Trump là một gã không có minh mẫn, rồi nào là ông không có đạo đức này, cái nhiều thứ lắm. Nhưng mà tại sao mà ông Donald Trump lại đề nghị là ông J.D. Vance này là phó tổng thống? Là tại vì sau khi cựu tổng thống Donald Trump đắc cử vào năm 2016 thì quan điểm của ông thay đổi liền. Ông nói rằng là tôi thấy ông Trump làm việc được. Những năm sau đó thì ông J.D. Vance này có thay đổi cái lập trường chính trị của mình. Cho đến khi ông Donald Trump ngày hôm qua trong cái cuộc gọi là khai mạc đại hội của đảng Cộng Hòa để đề cử ông Donald Trump đó, thì ông Donald Trump đã chọn ông J.D. Vance này. Ông Donald Trump liền ngay sau đó bị các phóng viên hỏi: ủa tại sao ông lại chọn một cái người mà đã từng chống đối ông trước đây? Thì ông Donald Trump nói trả lời rằng là ôi tôi thấy chuyện này nhiều lần lắm rồi. Có những người lúc đó họ chưa hiểu biết, tới bây giờ họ mới sáng mắt ra hay là họ mới hiểu biết. Tôi thấy cái này hoài à. Tôi thấy cái ông này là được nè. Hồi đó ông không biết gì hết trơn á. Ông không biết tôi là ai. Bây giờ sau khi mà ông đã thấy tôi làm tổng thống rồi, ông đã nhận ra rồi, ông sáng mắt rồi, thì tôi thấy ông này là người có tiềm năng để làm phó tổng thống. Quý vị thấy không hay ha. Từ là một người kịch liệt rồi là chống đối ông Trump, tham gia vô phong trào Never Trump, tôi không muốn ông Trump, mà bây giờ lại là hoan hô ủng hộ tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump để được trở thành là đại diện cho đảng Cộng Hòa, là phó tổng thống của năm 2024. Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày thứ Hai, thì ở bên giới chức ở tiểu bang Utah đó, họ đã cho biết là có 3 người đã chết trong những ngày cuối tuần vừa qua khi mà họ đi bộ ở trong cái công viên ở Utah, cũng là cái kiểu đi hiking á, dưới cái thời tiết mà nóng lên trên 100 độ và 3 người chết. Thì đây là những cái điều mà trong những ngày qua chúng ta cũng đã đề cập nhiều rồi. Nhưng mà tại sao những người này họ vẫn đi? Thì đó là cái khát vọng của họ, mình không có thể nào mình hiểu được hết. Trong cái thông tin ngày hôm qua của bên chỗ công viên quốc gia Utah đó, họ đưa ra thì nói là hai cái người mà đầu tiên được phát hiện đó là hai cha con. Cô con gái thì là 23 tuổi và người bố thì 52 tuổi. Hai bố con này đã chuẩn bị cho cái việc mà đi bộ ở trong cái khu công viên này là từ hôm thứ Sáu. Thì sáng hôm đó họ đi. Họ muốn đi trên cái đường đó là, họ nói là khoảng hơn 8 dặm đó, đi đến một cái khu vực mà nói là đó là rất là nhiều thử thách và họ muốn để chứng tỏ được là họ có vượt qua cái thử thách đó hay không. Nhưng mà khi mà đi như vậy trên những cái đường họ rồi là có mõm đá rồi vách rất là khó đi. Thì đến buổi chiều đó thì cô gái này đã gọi cho 911, nhắn cho gửi tin nhắn nói rằng là hai bố con này đang bị kiệt sức và họ thiếu nước uống. Cái thời tiết thì đang rất là nóng. Thì đến chiều tối ngày thứ Sáu thì bắt đầu người ta không có còn thấy cái dấu hiệu của hai bố con này nữa. Thì lúc đó bên những cái người mà có trách nhiệm họ bắt đầu họ tìm kiếm đó. Họ tìm kiếm thì họ ngay tối hôm đó là họ đã phát hiện ra được hai bố con này là chết rồi. Nhưng mà đến sáng thứ Bảy thì họ phải dùng máy bay, họ dùng trực thăng thì mới có thể đưa hai cái thi thể này ra khỏi cái khu vực mà nhìn thấy. Bởi vì cái địa hình ở đó là quá là khó khăn, đá, lởm chởm, rồi rất là nhiều thứ. Thì đó là sáng thứ Bảy họ đưa ra. Thì đến chiều ngày thứ Bảy thì những người mà trong những cái người mà có trách nhiệm ở đây lại nhận được tin báo của một nhóm những người đi bộ khác. Họ nói rằng là họ phát hiện có hai người cũng đang trong cái tình trạng là nguy kịch. Thì những người chăm sóc này, những nhân viên mà ứng cứu đầu tiên này, họ có mặt ở nơi mà được thông báo là có hai người đàn ông đang bị kiệt sức đó. Thì trong lúc mà đang chữa trị cho hai người này, tiếp sức cho họ coi vấn đề sức khỏe của họ, thì lại có một người đi bộ khác nói rằng là họ nhìn thấy ở chỗ đằng kia có một người phụ nữ đang bất tỉnh. Thì lúc đó những người này lại chạy qua bên cái khu vực ở gần đó thì phát hiện ra một người phụ nữ 30 tuổi là lúc đó cô này đã được xác định là chết rồi. Thì bây giờ người ta đang điều tra cái người phụ nữ, cái người coi như là cái người thứ ba mà chết đó cũng điều tra theo hướng đó là người này chết là do bị ảnh hưởng của cái thời tiết mà nắng nóng. Như vậy là từ thứ Sáu đến thứ Bảy là 3 người chết, còn những người khác thì là được cứu kịp thời. Họ cho biết là trong những ngày qua thì cái nhiệt độ ở đây lên đến là 125 độ. Rồi họ cũng nhắc lại trước đó, Ngọc Lan cũng đưa tin đó là cái khu vực mà gọi là gì? Thung lũng tử thần hả? Thung lũng chết. Thung lũng tử thần, đúng rồi. Cũng có hai cái người chạy xe mô tô ở khu vực đó cũng chết. Rồi nhiều những người ở Texas cũng có người cũng bị, một người đàn ông ở Texas đi qua cái khu vực mà Grand Canyon cũng chết. Có nghĩa là người ta mặc dù nhắc nhở liên tục rằng thời tiết này, cái khí hậu này, quý vị cần cẩn thận khi mà thực hiện những cái chuyến đi bộ như vậy. Người ta không có quyền cấm, bởi vì cái đó là cái khát vọng của nhiều người. Người ta muốn đi trong thời tiết lạnh lẽo hay là người ta muốn đi trong cái thời tiết mà nóng đến mà cực độ mỡ mình có thể mình chảy ra được luôn. Người ta không có quyền cấm, người ta chỉ có quyền là nhắc thôi. Quý vị lưu ý vấn đề nước uống, quý vị lưu ý vấn đề thời tiết. Nhưng mà những người này đi thì cứ đi. Đi xong rồi bây giờ thì tìm ra có người may mắn thì được cứu sống, nhưng mà có người thì đã bị qua đời một cách rất là đáng tiếc. Thưa quý vị, khi mà mình đọc tin tức đó thì mình thấy ngày hôm qua là một ngày mà tin tức tràn ngập lên. Mới đầu thì người ta nói là ông Marco Rubio là được chuẩn bị được đề cử là phó tổng thống, nhưng mà sau đó thì không phải là ông Marco Rubio mà là ông J.D. Vance. Thì khi mà nhắc đến tên ông J.D. Vance thì người ta để ý tới ngay nha, cái người đứng cạnh ông J.D. Vance là vợ của ông J.D. Vance này, tức là bà Usha Vance. Bà Usha Vance này là ai? Bà Usha Vance này làm gì? Và những cái câu hỏi được gọi là nhiều người quan tâm. Họ nói rằng là không biết vợ của ông này làm gì, rồi hai vợ chồng làm cái gì, sống ở đâu, như thế nào, cuộc sống làm sao, bà này đã có từng làm gì trong chính trị hay chưa, rồi có giúp cho ông chồng mình trong cái việc mà tranh cử vô cái việc mà phó tổng thống của năm 2024 này hay không. Thì tất cả những câu hỏi đó chúng tôi mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi ngay sau phần thông tin thương mại và bảo trợ cho Cà Phê Sáng hôm nay.